Cháu ơi, một bài toán có rất nhiều cách giải cháu. Thì cháu vừa mới tham gia chương trình nhịn ăn à? Dạ vâng. Bị sao? Bị á sừng à? Hả? Ni chen. Gọi là ni chen à? Vâng. Cháu có thói quen từ bé là ăn hay ăn cái gì? Thích ăn cái gì? Không ăn rau. Không ăn rau á? Vì sao thế? Cháu không biết. Kiếp trước mày là con hổ rồi. Mày chỉ có ăn thịt thôi. Thế từ hồi thời gian mang thai mẹ hay ăn cái gì? Về hỏi nhá. Dạ. Không ăn rau hay ăn thịt với cơm. Cá với cơm, có ăn cá bao giờ? Cá. Cá thịt. Cá. Tại sao không thích ăn rau nhỉ? Thế phân cháu thế nào? Thì hay bị táo. Hay bị táo bón. Đúng dạ. Thế thì nhịn 3 ngày xong về tiếp tục ở nhà nhịn tiếp. Dạ. Bao nhiêu ngày? 3 ngày xong tiếp về 9 ngày. Thế xong là bây giờ ăn lại là bao nhiêu ngày rồi? Ăn lại là hết ăn ra rồi. Ăn ra rồi gì? Vâng. Ăn ra bao nhiêu ngày rồi? Cũng 14 ngày rồi. Ăn ra 14 ngày. Thế ăn có đúng không? Mà biết thế nào là ăn đúng? Ai hướng dẫn? Không đúng. Ai hướng dẫn? Dạ. Khi thầy về thì ăn cháo thôi. Cháu ăn cháo 14 ngày? Không, ăn cháo xong ăn cơm, ăn cháo mấy ngày đầu thôi. Xong rồi sau ăn cơm gì? Ăn cơm trắng, cơm nước? Trắng. Cô dậy đi ăn cơm trắng. Dạ. Ăn cơm trắng với gì? Thì sai. Hả? Ăn cơm trắng với thỉnh thoảng ăn ít rau thôi. À, bắt đầu ăn rau thôi nè. Dạ, vâng. Thế đã ăn thịt cá chưa? Có ăn thịt ít. Ăn thịt vào ngày thứ mấy khi ăn ra? Ăn cháo với cơm trắng ít thịt. Tức là không hề biết đến phương pháp thực dưỡng của Soa. Chưa biết. Thế thầy thuật thấy không mách? À, hôm nay có. Thế bảo sao? Mấy cháu đi học không mà. Đi học nhưng thầy có khuyên là khi ăn ra thì ăn nước gạo nứt này, xong rồi ăn cháo gạo nứt. Thầy không khuyên ăn gạo nứt ạ? Có. À, có. Có. Sau này thầy khuyên là sau đây các bạn tìm gạo lứt sạch ăn không? Thầy có khuyên thế không hay là thầy chỉ khuyên sơ sơ thế thôi? Có. Thầy có khuyên là nên tìm phương pháp Osoa để học không? Thì về thầy thuật thì như là cũng không có thạo về phương pháp Osoa. Không thạo, không biết cái diệu dụng của nó. Ông này chỉ biết cái diệu dụng của thực dưỡng. À, vì biết diệu dụng của nhịn ăn. Chứ biết cái diệu dụng thực dưỡng là gì nên là không khuyên. Người ta thấy cái gì hay ta khuyên cái đấy thôi. Nếu không thấy hay thì không khuyên. Thì thầy thuật đang bị yếu cái khâu này. Cái phương pháp Osoa ấy không, họ không khuyên ăn 100% là gạo lứt. Họ không khuyên mà ăn 100% cái gì mà khuyên là ăn theo cái hàm răng. Vừa ăn vừa nghe ngóng, vừa ăn vừa cảm nhận. Và bản chất của cảm nhận nó là thiền. Thiền là sự cảm nhận, đánh thức sự nhạy cảm. Xong quan sát phân và nước tiểu hàng ngày của mình. Thì sau khi nhịn ăn, phân nước tiểu của cháu như nào? Phân thì bình thường. So với trước khi nhịn ăn. So với trước khi nhịn ăn. Chắc là cũng bình thường. Thế bà Lý bà có hôm đấy có đấy không? Có. Sao bà không bảo là ngày phải quan sát phân vấn tích tiểu từ nay giờ cho đến chết? Bà Lý cũng không biết đường nói như thế à? Nhưng hôm đấy không nói gì. Trình kém. Bà Lý bà chỉ hô hào nhịn ăn với còn chính bản thân bà đến giờ phút này vẫn tò mò. Sau 30-40 năm thực dưỡng, bởi vì có những cái bệnh ý, mình phải sống với nó, chung sống với nó suốt đời, bởi vì nó là thuộc về nhân quả. Ông thầy thực dưỡng của ông nói ngay từ đầu, ông phủ nhận ngay là có những bệnh mình phải sống nó đến chết. Cho nên là mình có đừng háo hức mà chữa nhanh. Mà mình háo hức chữa nhanh thì mình gặp với mấy ông thầy rổm thì mà to đời, tiền của mình trong túi chạy hết vào tài tiền của mấy ông thầy. 2/3 lượng thức ăn bạn ăn vào để nuôi bác sĩ. Thì cháu nhớ nhá, tại bây giờ là cái duyên của mình đã biết đến nhịn ăn, đấy là cái khởi đầu tốt rồi. Thì bây giờ là một cách có ý thức nhất, cầu nguyện với vũ trụ cho con được học cái cách ăn đúng của ông bà tổ tiên. Cầu nguyện như thế, cho con được học cái cách ăn đúng. Còn nếu mà muốn tuyệt vời hơn nữa, cho con học cách ăn đúng dưới ánh sáng của thực dưỡng âm dương. À, âm dương của thực dưỡng là khuyến khích ăn nhất vật toàn thể. Nhất vật toàn thể là ăn gần như ăn toàn bộ. Cháu ăn cá, cháu phải ăn cả xương. Ăn cả con, ăn cả xương. Thí dụ ăn con voi phải ăn cả da, cả lông. Ăn cả xương nó. Ví dụ thế, đấy ví dụ. Nói đùa thế thôi. Nhưng mà đấy là nhất vật toàn thể. Cái rau, cái củ cũng ăn, cố gắng ăn toàn bộ. Ăn toàn phần ấy. Thứ hai là thân thổ bất nhị. Là ăn những thức ăn ở gần, không ăn thức ăn xa. Thì những cái ưu tiên đấy phải đặt gạch lên trên đỉnh đầu mình. Thế sau đó là mình theo duyên.
À, mình có cái gì thì mình xem xét đầu tiên là thức ăn này có nhiễm hóa chất không, dù chay hay mặn, bởi vì đầu bảng của thực dưỡng là chống hóa chất. Thế bây giờ là không ăn bột nêm nữa, vì bột nêm do nhóm người kinh doanh, do nhóm người kinh doanh họ chế biến ra một món, xong là họ tung tiền họ quảng cáo, thế là cháu cứ thế dẫm dắp, cháu là nô lệ cho quảng cáo. Thế bây giờ cháu rong rừng phá bụi, dũng mãnh đứng lên. Bởi vì Osoa nói là một người đầu bếp giỏi chỉ cần muối và dầu ăn. Tương lai mình sẽ chỉ có muối và dầu ăn. Còn trước mắt giai đoạn đầu là mình phải mượn, phải dựa, phải nhờ vả. Và một số các cái gia vị mà nó ngọt ngào hấp dẫn. Nếu mà mình sống một mình thì đơn giản, nhưng mình sống có gia đình và mình muốn những người khác cũng được ăn những đồ ăn tốt thì mình phải lưu ý đến sự ngọt ngào. Bởi vì thực sự là não bộ nó cũng cần một cái sự ngọt ngào nhất định, nó mới dịu dàng thần kinh, không thì nó căng thẳng, gây khó chịu. Mắt mình nhìn ánh sáng chói quá không được, tối quá không nhìn cái gì. Tai mình nghe âm thanh mà to quá mình nghe cái gì, mà nhỏ quá lý nhí phải vánh cả tai lên mới nghe được, thì nó cũng căng. Các giác quan rất cần thức ăn, các ngài nói đấy, ngài thiền sư nói. Nhưng mà phải cho nó ăn thức ăn thích hợp, không thì không, cái tâm nó không thể nào trở nên nhu nhuyến. Nhịn ăn là một khởi đầu tốt, nhưng mà các con vật, mình vẫn thua các con vật xa nhé. Các con vật khi ốm đau tự động nhịn ăn. Riêng con người quá yếu đuối phải hô hào gần cả trăm người ngồi với nhau để mà dựa vào cái năng lượng của thầy, dựa vào năng lượng của nhau để tạo ra một cái không khí thì mới có thể nhịn được 3 ngày. Thế con người thua vật rồi, thua con vật, thua kém tắm, thua vật. Lý do tại sao thua con vật? Tại vì mình ăn hóa chất, cho nên mình đánh thức hết cái bản năng tự nhiên hết của mình. Mình đánh mất hết cả cái khả năng, cái trí phán đoán có sẵn. Ô Soang nói là trí phán đoán tôi cao có sẵn, nó lập trình sẵn rồi, nhưng mình không nghe, mình chạy ra bên ngoài. Cái nền giáo dục cha mẹ và nền giáo dục và xã hội là những cái 99% là toàn là hàng giả, hàng dổ. Chỉ có Đức Phật là nói thật. Thì không ai thích Đức Phật cả, bởi vì không ai thích sự thật. Đấy, cho thấy muối để giữa nhà có gì bâu đâu, nhưng mà đường thì bao con bâu. Nói cái bác Thái, bác Nguyễn Minh Tài bác nói cái gì điều này ra, cô rất là thích nhờ. Hình như Ô Soang cũng nói vậy. Thế sự thật mất lòng. Thế bây giờ cháu phải húc đầu vào cái sự thật rằng là ăn rau thế là ít quá, bây giờ cân chỉnh lại nhá. Bây giờ tư vấn cho cháu. Thế bây giờ tình hình sau khi nhịn ăn 14 ngày, tự nhịn ăn 3 ngày theo thầy thuật này ở làng Hạnh Phúc Thái Nguyên. Đã. Xong về tiếp tục tự nhịn 14 ngày, xong ăn lại 14 ngày rồi, bây giờ trôi qua khoảng 1 tháng chưa? Hay là hơn 1 tháng rồi? Vạch chân lên xem nào. Nó giảm bao nhiêu phần trăm? Nó cũng ít ít thôi, cháu không biết bao nhiêu phần trăm. Thế à? Thế là chắc là mày giống cô, có những bệnh mà phải sống chung sống suốt đời, hoặc là vài chục năm nữa nó mới thải dần ấy cháu. Mà dục tốc bất đạt nhé, có cái câu rất hay. Đừng có mà thích nó khỏi nhanh. Cô đây này, cô có một cái kinh nghiệm khi chuyển nhà này, thì cô hăng máu lên, hăng tiếp vịt lên. Thế là cô bê cả một cái trung tương nặng vô cùng, cô đổ sang trung tương kia. Đáng nhẽ là phải gọi một đứa đến đỡ với mình, với cái tay mình lúc chuyển nhà mình làm quá nó, mình sử dụng cái thân này một cách thái quá, nó đã nó có vấn đề rồi. Thế nhưng mà lại hăng máu vì chơi với bọn trẻ thanh niên, chơi với bọn trẻ con như cháu, thế là hăng máu, kết nối với chúng nó, thế là cũng hăng máu vịt lên. Cái hăng hái của con người nó được kích hoạt, thế là hùng hổ làm xong nó đau lên xong là không chấp nhận như nó đang là, thế tìm cách cho nó khỏi, thì tìm cách khỏi đến đâu đau tăng lên đến đấy. Ừ, xong nghe chúng nó bảo giơ hai tay lên trời ngoáy. Thế nghe theo chúng nó đi học ở đâu được vài ngày, thế nghe theo chúng nó giơ tay lên ngoáy như thế này thôi này, mà chả biết ngoáy đúng hay sai, mà chúng nó không có phương pháp sư phạm, chúng nó về chúng nó cũng hướng dẫn nhí nhố. Thế mình thì lại muốn khỏi bệnh, mình làm rất nghiêm chỉnh, một ngày làm 1-2 lần khoảng 5-10 phút thôi, thế là nó đau nặng lên, nó đau nặng lên 2 tháng trời 3 tháng trời. Một cái kinh nghiệm mà đau mà nó lại còn lòng bàn tay nó nóng, nghĩa là cái chỗ này có hơi viêm, thế mà lại không dừng được vấn đề ăn uống, không ăn số 7 mà không nhịn ăn được ngày nào. Nó nghiệp đến mức độ thế, với cái tâm nó yếu đuối. Khi mà ăn được nhiều thứ sung sướng ngon mồm, cái tâm yếu đi, nó không mạnh nữa. Rồi là mình những cái phương pháp nhịn ăn mới là ăn số 7 mình cũng đi qua hết rồi. Cho nên là nó không còn thiêng nữa. Nói thật, Ô Soa ông nói là phương pháp Ô Soa chỉ chữa người ta có một lần, nó không có sai. Xong nó mất thiêng, xong hơi tí cứ sử dụng nó như là một cái phao ấy. Không, cứ ăn bậy đi, xong là quay trở về nhịn ăn, không quay về ăn số 7. Đấy là những người lợi dụng thực dưỡng, lợi dụng nhịn ăn. Bởi vì thực dưỡng mới nhịn ăn, thực chất cái lõi của nó phải là để nâng cao trí phán đoán. Nếu trí phán đoán không tăng, bệnh không lui. Thì xin lỗi, rất nhiều người đi giảng về thực dưỡng, rất nhiều người giảng về nhịn ăn, và rất nhiều người cho cái này cái ABCD hay,
nhưng không nói đến cái chi tiết này. Đấy, chí văn đoán không tăng, bệnh không nuôi. Thứ hai nữa, mình còn yêu bệnh, thích bệnh, bệnh mới hết. Thế bây giờ ai dạy mình đạt cái trình đấy? Ai cũng dạy mình là làm này để cho khỏi bệnh. Nghĩa là mình không thích bệnh nữa, mình thích khỏi rồi. Thế là thích là tham, không thích là sân. Thế là thích là tham, thích là sân. Nhẩm đọc lại câu đấy chứ. Thích là tham, không thích là sân. Thế thì suốt ngày tham với sân suốt ngày thì... Từ nay đi. Từ nay dần đi. Thích là tham, không thích là sân. Mày cứ niệm thế cho cô cả ngày. Khi mình nhớ đến giáo pháp của Đức Phật, nhớ Đức Phật giảng dạy thì nó mới thoát khổ được. Rồi bây giờ chân mình đẹp thì mình lại kêu lên, vì nghĩ đây là chân của tôi. Chân tôi đẹp này, đi đâu rồi mặc váy để khoe ra cái cặp chân dài này. Thế thì cuối cùng khổ lại chồng thêm khổ. Bởi vì sao? Là chân là nó ăn thành trụ hay không? Chân này rồi cũng già rồi cũng toi. Mình để lại cái chân này rồi mình đi đâu sau khi chết ấy. Thế rồi bây giờ cái chân nó đẹp thì mình lại mặc váy rồi mình hở ra này, mình khoe đôi chân dài. Chân của tôi, chân dài đẹp lắm. Thế thích là tham, thích là sân. Thôi bây giờ dừng lại. Dừng lại tất cả các chương trình. Học lại làm sao mà đầu tư cho trí tuệ, cho não nó sáng lên. Rồi khi não sáng lên, trí tuệ nó có, cháu tự xử lý. Thí dụ bây giờ cháu đẩy cái vấn đề này lên là số 1, ưu tiên số 1 là phải giải quyết được cái chân. Thế là mình ngu rồi. Mình ngu rồi. Trong khi mình có 3 ước mơ lớn chưa thực hiện thì mình lại đi thực hiện cái ước mơ bé bé nhỏ nhỏ này. Đúng không? 3 ước mơ lớn mình chưa tọa nguyện trong đó có gì? Có trí tuệ. Đúng không? Có tình thương, có trí tuệ, có lòng biết ơn. 3 cái đặc tính của con người, chỉ con người mới có thôi. Đặc tính lớn nhất của con người có thể có được là lòng biết ơn. Tình yêu mà không có lòng, có lòng biết ơn là có tình yêu. Tình yêu chính là một cái hóa thân của lòng biết ơn. Biết ơn càng lắm hạnh phúc càng nhiều. Cô Sao Ang không nói đến tình thương. Cô Sao Ang nói là biết ơn càng nhiều hạnh phúc càng lắm. Mà cuối cùng khi cô đọc trên mạng, giật mình là serotonin trong não nó phát triển trong trạng thái định sâu, trong trạng thái ghi lòng biết ơn rất nhiều, làm có một cái enzyme hạnh phúc nó ở trong não này, nó tự sản sinh ra. Cái thứ ba là có một loạt các thức ăn có rất nhiều serotonin, thế mình phải ưu tiên ăn nó nếu mà mình thích vui vẻ. Ví dụ như rất đơn giản là cái quả vả nhà đang có, quả vả của sung nó có cái enzyme đấy. Thứ hai cái quả chuối xanh này, những cái thứ mình không bao giờ mình quan tâm đến nó, mà cô đã từng thí nghiệm này. Cô luộc cái quả vả lên, à cô luộc cái quả chuối xanh lên, chuối ta ấy. Cô luộc quả chuối xanh lên, cô ăn thì cô thấy ngon vô cùng. Hai người kia ăn không thấy gì ngon, ăn có mỗi người một quả. Cô ăn được 2-3 quả. Ăn chuối xanh được. Nhưng mà chuối ta cơ, nó còn nhạt nhẽo. Nhưng mà chuối ta gần chín nhá, luộc lên ăn ngon đặc biệt. Nó rắn, nó dẻo, nó dai, hơi giống cái sắn dẻo ấy. Sắn nhưng có hai loại dòng nhá, cái củ sắn, cái củ sắn ta đấy. Trong. Ừ, nó có một cái loại dẻo, một cái loại bở. Thì cái sắn dẻo ấy thì nhiều người thích ăn, mà cái quả chuối xanh luộc nó hơi ngon hơn cả. Đấy, ví dụ thế nhá. Thì bây giờ đặt vấn đề chân xuống, não bừng sáng. Đồng ý không? Đồng ý không? Khi đồng ý não bừng sáng thì gì? Ôi sao hôm mấy ngày trước mình cho cái chân này lên là vị trí số 1 thế? Não mình bể quên, não mình không còn độc tố của tham sân si. Trí tuệ, tâm mình nó không có bóng của thích hay không thích nữa. Thế là đầu óc bắt đầu sáng suốt. Mà thầy cô giảng là không được làm cái gì bởi thích và không thích. Rồi chết rồi, mình toàn làm với thích với không thích. Mình là đầy tớ nô lệ của thích và không thích. Thế thì mình đòi hỏi mình làm sao có trí tuệ. Làm sao có trí tuệ khi mà mình làm bởi thích và không thích. Thế bây giờ làm bởi cái gì? Mình lắng nghe trái tim. Việc này là mình cần phải làm. Ví dụ mình là đứa con, mình chưa báo hiếu được cha mẹ. Ngày hôm nay trời mưa, cái việc cần là mình phải mặc cái áo mưa, mình đội cái nón mình ra mưa. Mình phải tính từng tí cuộc đời mình. Mình lựa, đúng không? Không có ông nón để có ô, không mình phải che đầu vào. Mà nếu mà mình đi mưa về, mình phải xử như thế nào để cho mình không bị mưa lạnh ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Nhiều thứ mình phải xử lý lắm. Thôi bây giờ đặt cái chân xuống. Rồi bắt đầu không muốn khỏi bệnh. Rồi bắt đầu thích đôi chân đều đều của mình, trông lấm lem. Xong lại còn tự cười, không ai có đôi chân của mình, đứa nào chân cũng đẹp, mỗi chân mình trông như hủ. Thôi cũng được đi. Nhưng mà mình cười, mình còn được cười cho bao đứa chân dài không? Đi chửi nhau đánh nhau. Đúng không? Đi vào nhà ra mà xem.
Là bọn chân như mày nó vào hay là bọn chân dài nõn nà nó vào trong nhà giam ấy, nhà đá ấy. Thế mình quán tưởng thế một hồi mình bảo sao, tại sao mình đưa cái vấn đề này là thành vấn đề trọng yếu của đời mình. Thế bây giờ khi mình có trí tuệ rồi mình mới sắp đặt xử lý cái chân nào. Thì phải xử nghĩ ngay đầu tiên là hệ tiêu hóa. Hệ tiêu hóa là bộ não thứ hai con người nhá. Đấy, thế bây giờ phải lưu ý ngay hệ tiêu hóa để cho não, bộ não của chúng ta được hoạt động một cách tích cực sáng suốt. Đồng ý không? Dạ. Thế bây giờ là cháu thấy được nguyên nhân là không ăn rau, thấy nguyên nhân là ăn thịt và táo bón, thì xin thưa rằng là tất cả nguyên nhân của bệnh từ cái chỗ táo bón mà ra. Thế bây giờ giải quyết cái gốc đi. Thì nó tạo ra máu tốt. Máu tốt thì nó xử lý tất cả các thứ còn lại. Dạ. Ừ. Hoạt huyết, khí nó thông, máu nó tốt, thì vấn đề còn lại nó cứ tầm tầm từ từ rồi mọi chuyện đâu vào đấy. Cái má cháu còn trẻ này, cái má cháu hơi dám nạn nắng hay nạn rơi dám này là cái tạng của cháu đang bị âm rồi đấy. Ừ. Những cái người dám này là âm lắm, âm đến mức độ là cơ thể nó tự tạo ra các cái đám mây này nó che bớt ánh nắng mặt trời vào người đấy. Cho nên là ông Ando nói một cái chi tiết rất hay nhá, là khi mình ăn thịt thì lúc đầu là rất dương nhưng cuối cùng mình thành âm. Còn những người ăn chay thì lúc đầu là những thực phẩm chay thì nó không có động đậy, không có máu, nó không có di chuyển nhiều, các con vật thì nó hoạt động, máu nó đỏ thì nó di chuyển nhiều, nó dương lắm. Thì tất cả mọi thứ đều biến dịch, bắt đầu là dương, kết thúc là âm, mà bắt đầu là âm, kết thúc là dương. Phải nhớ cái chi tiết đấy. Thì bây giờ mình bắt đầu như thế này là khởi đầu như thế là may rồi. Còn bao người không may mắn như thế, thế là mình mừng rồi. Còn trẻ này nhá, mà biết đến nhịn ăn rồi gặp cô Trâm lại biết đến là cái tác hại của cái vấn đề táo bón, để xử từ gốc luôn. Thế nhá, bắt đầu như thế đi. Là hai người cô cháu mình bàn nhau. Rồi là xử thứ hai là cho khí nó thông. Khí nó thông thì tâm mỹ yên. Xử thứ ba ở đây chữa bệnh bằng ba phương pháp. Giải quyết cái hệ tiêu hóa, tức là giải quyết cái máu, vì máu nó được tạo lên thành ruột. Hai là giải quyết cái khí, nó phải thông. Khí thông thì tâm mỹ yên. Thứ ba là giải quyết tâm. Thích là tham, không thích là sân. Nhẩm nhẩm đi cho nó nhớ. xong là sao? Xong là thấy cả ngày mình toàn thích với không thích. Xong là rất ít trạng thái là không thích và không không thích. Rất ít. Trạng thái đấy là trạng thái bình thường, mà thường người ta không thích cái trạng thái này và người ta đi tìm một cái gì người ta thích để cái kết quả lại là thành không thích. Hoa sen mọc lên từ đâu? Có bao giờ nó mọc lên từ đóa hoa cương không? Thế tại sao mọi người đều thích hạnh phúc? Đấy có phải là nhu cầu đúng không? Không trả lời được, hỏi cũng phải đáp liền, không suy nghĩ. Osawa nhá, là hỏi phải đáp liền, không được suy nghĩ. Bây giờ hỏi không trả lời được là thế nào? Trả lời lần nữa, cho mấy phút trả lời lần nữa. Mọi người đều thích hạnh phúc, điều này có đúng không? Đúng chứ. Ai cũng thích hạnh phúc, nhưng có hai loại. Hạnh phúc giả của người thế gian, người ta giả ảo, người ta bảo thế này là hay, thế này là hay này, thế này là tuyệt vời, thế là hạnh phúc này. Mình đi theo nó, cuối cùng là mình như bị lừa. Nhưng còn một thứ hạnh phúc thật là thích là tham, thích là sân. Đấy là sự thật. Hạnh phúc của Đức Phật nói. Nó ai lại hạnh phúc? Nhưng hạnh phúc là khi có thân người, ta phải được hạnh phúc. Còn nếu ta không hạnh phúc, lỗi bởi tại ta, không được đổ lỗi tại người khác. Còn cái hạnh phúc nữa là hạnh phúc của cái có, và có một hạnh phúc của cái không. Cháu thích hạnh phúc của cái có hay là hạnh phúc của cái không? Ta có nhà lầu, ta có xe hơi, ta có tiền, có sức khỏe, có tuổi trẻ, có sắc đẹp. Đấy, đấy là có hạnh phúc. Thế giờ ta không có cái gì hết thì cháu chọn con đường nào? Ở giữa hay là chọn cái bên trái hay chọn cái bên phải? Hay tất? Thích và hạnh phúc nào? Thế ai thích hạnh phúc mà nói đến hạnh phúc thì cứ ngập ngừng không nói được thế này thì làm sao mà có hạnh phúc được? Được, ai cũng có, em muốn hạnh phúc, đấy là sự thật, cháu đồng ý rồi. Thế nhưng cháu thích hạnh phúc nào? Có hay là không? Có. Có gì? Cháu đã có những gì? Thế cháu có hạnh phúc không? Cũng bình thường thôi. Bình thường là vì não chưa chịu hoạt động. Não mà hoạt động thì cười ngay, vui ngay. Kể cả mình không có gì. À, thế từ bé nó vừa đẻ ra nó biết đâu là nó có cái gì, sao nó cứ cười suốt ngày. Đúng không? Đứa trẻ con người đẻ ra tháng được gì? Gọi là bà cười bà mụ à? Hay cười gì đấy? Đó, mình phải có cái hạnh phúc của cái không có gì và chẳng biết gì. Ít nhất mình phải có cái hạnh phúc đấy đã. Rồi sau đó mình mới xem là mình có cái gì mà nên có như thế nào. Đúng không?
Bề hôm ấy cô đi theo bên Đạo Tin Lành, nó có một cái chi tiết mà cô học được. Luôn đầu tiên họ bảo luôn luôn nhớ đến Chúa. Thì nhà Phật thì bảo khuyên là luôn luôn có chánh niệm. Chánh niệm là cái sự hiểu biết, sự hay biết. Hay biết cái gì? Hay biết cái gì xảy ra trên thân và trên tâm mình. Đấy là sự thật mà Đức Phật dạy. Thứ hai, luôn luôn chăm sóc gia đình mình. Mình chưa có gia đình, mình chăm sóc cha mẹ, bố mẹ, anh chị em. Ba là chăm sóc các mối quan hệ. Bốn là làm việc Chúa muốn. Tức là xã hội mình cần mình là quét rác cả cái ngõ này, nó bẩn này này. Không ai quét là mình ra mình quét. Thế là xã hội đang cần một cái lễ hội học nấu ăn thiền. Thí dụ người ta đang thiếu cái người nấu ăn. Cô thấy bây giờ đi tìm cái gì cũng ra mà tìm một người nấu ăn thực dưỡng không ra. Mà lại những người phi thực dưỡng lên bên mạng làm thầy dạy nấu ăn thực dưỡng. Có thì không phải là không có. Ừ, thế lại còn đến mức độ thế. Nhưng mà dù sao có họ vẫn còn hơn là không. Nhưng mà xã hội rất cần những người biết nấu ăn thực dưỡng. Không có, tìm không ra. Hiếm lắm. Thế bây giờ cháu phải đầu tư vào cái chỗ hiếm có này, sau này cháu mới có giá trị. Cuối cùng mới được làm cái gì? Cái thứ năm làm cái gì? Mình nghĩ đến tiền. Thì may phúc 70 đời cho cô là tự dưng cô có một cái khả năng sống đúng cái kiểu như thế. Khi cô đi học theo Đạo Tin Lành cách đây khoảng 6-7 năm, cô đi với cậu Trường. Đi với Trường hình như bà Lý hôm nay có đi không? Đó, cô học được mấy cái điều hay như thế. Quá hay luôn. Trong cái đó mình, bố mẹ đẻ con ra một cái, xã hội dạy mình làm sao phải có tiền, có tiền, có tiền, có tiền. Tiền là tiên, là Phật, là sức bật của tâm hồn, là đà cho cái gì gì, vân vân. Cứ có tiền là có tất cả. Cô đi vào trong Sài Gòn, anh Ngô Anh Tuyết, anh cũng nói ở trong Sài Gòn có tiền có cả tiên luôn, có cả Phật luôn. Thì cô cứ tưởng ông đùa nhưng mà hóa ra là thật. Và ông rất sợ cô bị cái nhóm cái nhóm tâm linh nó chưa phải chuẩn ấy, đó quyến rũ cô. Mà cô vào Sài Gòn, cô tại sao mà cô nhìn mấy cái người chọc đầu mới mặc áo lam, cô cứ hút, cô thích họ vô cùng vô tận. Cô thấy người ta bảo nữ thì phải thích nam, nam phải thích nữ, đực nó phải thích cái, chứ sao mình lại cứ nhìn mấy cái người chọc đầu mặc áo lam, mình cứ đứng thẩn thơ, xong bị hút vào cái nhóm người đấy. Vì sao cô giải thích được hết? Cô học về âm dương, cô giải thích được hết. Thứ nhất là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cái nhóm mới là nhóm nhạy cảm. Và cuối cùng, từ cái lúc cô thích năm 1986 cô vào Sài Gòn cho đến năm 2004 cô xuất gia ở bên Miến là bao nhiêu năm? Đó, nó có duyên với nhau. Cuối cùng chính cái đầu mình cũng chọc, chính cái người mình cũng ăn chay, xong mình mới hiểu tại sao mình lại thích cái nhóm người. Xong về sau mình còn phát hiện ra nữa, mình quá dương, dương quá, rồi cái nhóm người nó âm hơn, nó ăn chay. Người miền Nam đã âm rồi, hơn người miền Bắc rồi, mà cái nhóm xuất gia đó lại còn ăn chay, nó còn âm hơn một nấc nữa. Cho nên mình cứ thích cái năng lượng của những người đó. Dương quá đó, nó phải thích âm thôi. Nhiều cái hay lắm. Cho nên từ hôm nay trở đi về tư duy theo lối âm dương. Gặp cô Trâm cô nói nhiều cái điều hay, mà nhiều cái điều mình cũng phải ngẫm nghĩ. Cuộc đời nó cả hay lẫn dở, vui ít buồn nhiều. Ờ đấy là sự thật. Thế xong mình hiểu ra cái điều đấy thì mình phải tự sướng. Mình tự vỗ tay, tự vỗ tay sung sướng đi. Sự thật đó. Sự thật nào cũng phải sung sướng, dù là nó đau khổ mấy. Thì cô thấy mọi người nói với cô là ngài ông thầy thiền sư cô, ông có được, ông ấy luyện tâm ông nhá, có một cái thói quen là cứ thấy cái gì mới là ông vui. Thế bảo thế thì ông nghe cái tin bố mất thì chắc ông phải vui, vui phải khoái, bởi vì khi bố mất là một cái đề mục mới, tâm ông phản ứng như sao, ông quan sát cái tâm ông nó phản ứng như sao thì ông mới vui, là vì tâm ông ấy phản ứng như nào với chuyện cha chết mẹ chết, hay là chuyện này chuyện nọ chuyện kia, thì chả biết cũng có đúng sự thật không, nhưng mọi người nói thế. Thì bây giờ cái tâm của mình là một cái thứ rất là dễ huấn luyện, nhưng mình không huấn luyện, mình cứ đi tìm cách là muốn người khác làm cho nó vừa ý mình, đi mình đi huấn luyện người khác, nhưng mà quên mất mình không huấn luyện tâm mình. Thế bây giờ cháu cũng muốn tự huấn luyện cái tâm cháu. Ừ, tâm mình có tâm mà, mình muốn huấn luyện cái tâm của mình. Ai dạy chưa? Chưa ai dạy mình huấn luyện cái tâm của mình như nào. Bây giờ đọc theo nhé. Hàng ngày làm sao mà nhớ được cái khúc này. Nguyện cầu cho tất cả chúng sinh nhập tập theo. Cầu cho tất cả chúng sinh. Không cần ghi, có trên mạng hết, có cái ra luôn. Cầu cho tất cả chúng sinh thôi hận thù nhau, để biết yêu thương nhau nhiều hơn, để biết giúp đỡ nhau nhiều hơn. Thế bây giờ mình thích gì mình cầu cho người khác nhé. Cầu cho tất cả mọi người đều vui vẻ và mạnh khỏe. Và mình tự kỷ
À mình, cái này nó gọi là tự kỷ ám thị. Không phải, ừ, một dạng tự kỷ ám thị. Và mình huấn luyện cái tâm của mình về đủ mọi phương diện. Nếu mà cháu chỉ thích một hai phương diện thì cháu không cần theo cái này. Nhưng mà cô là cô thích đủ thứ, về đủ mọi phương diện. Nhầm thế. Ta càng ngày càng tiến tới chỗ tốt đẹp và nhiều may mắn hơn. Ta càng ngày càng tiến tới chỗ tốt đẹp và may mắn hơn. Mày nghe cái câu đấy mày vui buồn? Vui. À, thế thế là bây giờ bắt đầu huấn luyện tâm mình nó biết vui vẻ. Cầu biết cầu nguyện cho mọi người và biết khẳng định nó phải đi đến chỗ tốt đẹp và nhiều may mắn hơn. Một ngày cháu làm điều đó, hai ngày cháu làm điều đó, 10 năm cháu làm điều đó, 20 năm làm điều đó, 50 năm làm điều đó, một giọt nước rõ xuống một tảng đá. Nó sẽ thủng cả tiềm thức. Nó không phải sức mạnh tiềm thức, nó có sẵn rồi. Cái sức mạnh này nó có sẵn, nó lập trình sẵn rồi. Nhưng mà có tin đâu. Ta có chịu tin